người lên tiếng kêu gọi ủng hộ Mai Phương, bạn gái Phùng Ngọc Huy đã ra album mới. Dù đây chỉ là một sự trùng hợp, nhưng khán giả sẽ rất dễ hiểu lầm về hoạt động mới nhất của Đăng Kim. Vài ngày qua, thông tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi xuất hiện khắp các diễn đàn. Theo đó, từng hình ảnh diễn biến bệnh tình đều được cập nhật thường xuyên và thu hút sự quan tâm của khán giả khắp nơi. Đứng trước sự việc này, đã có không ít khán giả bức xúc nhắc lại chuyện cũ của nữ diễn viên và cha của con gái. Không ai khác chính là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy, con gái có tên thân mật là La Vi, tên đầy đủ Phùng Ngọc Thiên Như. Cộng đồng mạng đã dùng rất nhiều từ ngữ dữ dội để trách móc người đàn ông này. Họ cho rằng anh là người vô tình phũ phàng và thiếu trách nhiệm với con gái. Ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng, Phùng Ngọc Huy cũng không bên cạnh mẹ của con gái mình. Tuy nhiên, người hâm mộ còn bàn tán hơn khi nữ ca sĩ hải ngoại Đăng Kim, người được cho là bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy, đã đứng ra bên vực anh. Cô cho hay sự thật không giống như mọi người đang nghĩ. Phùng Ngọc Huy cũng đã lo lắng rất nhiều và suy sụp tinh thần khi nghe tin này. Khi được hỏi về mối quan hệ với Phùng Ngọc Huy, Đăng Kim không phủ nhận hay thừa nhận. Cô chỉ nói rằng Huy và Mai Phương đã chia tay nhau được 7-8 năm. Trong thời gian đó, nam ca sĩ cũng đã có thêm rất nhiều mối tình khác. Do vậy, việc mọi người ném đá cô là bất công. Chẳng những thế, cô còn đứng ra kêu gọi mọi người quyên góp để giúp đỡ nữ diễn viên, chi trả viện phí. Khi câu chuyện anti-fan chỉ trích Đăng Kim chưa dừng lại, thì cô bất ngờ ra album mới. Điều này càng khiến công chúng thêm dậy sóng hơn khi nghĩ rằng cô đang chiêu trò ở thời điểm nhạy cảm. Dù đây chỉ là một sự trùng hợp nhưng vẫn khó để xua tan suy nghĩ này. Anti-fan vẫn liên tiếp vào trang cá nhân của người đẹp hải ngoại để công kích. Dẫu vậy, chủ đề và mong muốn lớn nhất chính là việc Mai Phương sẽ có đủ sức để trải qua các cuộc xạ trị và sớm quay trở về nhà với cô con gái nhỏ.